Thưa quý vị, đời nghệ sĩ lộng lẫy nhất không chỉ là những ánh hào quang, mà đó là hành trình đầy thử thách trong suốt sự nghiệp thăng hoa của mình. Và những điều này, Thanh Bạch xin mời quý vị cùng đến với chương trình Ngôi sao đương thời. Khi cầm mic, anh là ông Hoàng và là thần tượng của hàng triệu triệu trái tim yêu nhạc. Thế nhưng chặng đường đến với sự thành công ấy gặp không ít sóng gió và cũng đầy chông gai. Hãy cùng đến với đại lộ ngôi sao để biết nhân vật ấy là ai. Xin thề anh sẽ yêu mãi thôi, yêu em nồng say suốt đời. Anh number one đẹp trai dễ thương và con tim rất chung tình. Gặp nhau đêm nay mà dường như bao lâu tình yêu đôi ta đã trao. Mình yêu nhau đi, đừng ngại chi em ơi, yêu anh nhé. Người anh yêu ơi, em có nghe trong tim bao tiếng yêu vang lên dành cho em đó. Người anh yêu ơi, mơ ước chỉ xa xôi, em biết không em ơi, I love you. Chia tay lần cuối gượng cười mà nghe tim đớn đau dạ rời, tựa như một giấc mơ trong đời sao còn vương vấn nghẹn lời. Trời ơi ai thấu trăng lòng tôi, đưa em đi lúa gấm ngọc ngà, đường tôi đi phong ba bụi trời, tìm đâu một lối cho đôi mình, tôi đành chấp nhận bẽ bàng. Nhìn nàng nuốt lệ mà đi, nuốt lệ mà đi. Người ơi, vì tình yêu không mua bằng lời nói, tình yêu không xây bằng trái tim chân thành, và tình yêu không phải như thơ một túp lều tranh đôi quả tim mơ. Giờ ta say rượu đắng hay rượu tình, để rồi mai ôm xót xa một mình. Bình minh vừa hé bên chân trời, giờ tôi nuốt lễ nghẹn ngào, gương cười vẫy chào biệt ly. Bình minh vừa hé bên chân trời, giờ tôi nuốt lễ nghẹn ngào, gương cười vẫy chào biệt ly. Em ơi đêm nay vầng trăng kia như chứng minh tình đôi ta hôm nào bao thiết tha mặn nồng. Đêm nay hai đứa một vầng trăng xưa mà đôi tim cách xa. Làm cho thêm đớn đau, tàn đêm nay là mình chia tay, một người
người xa cách phương trời. Tình lỡ một người sang sông, một người lệ rơi đứng chờ. Em ơi, còn gì cho nhau, hay chỉ còn nỗi nhớ thương đầy vơi. Em ơi đêm nay, vầng trăng kia như chứng minh tình đôi ta hôm nào bao thiết tha mặn nồng. Đêm nay hai đứa một vầng trăng xưa, mà đôi tim cách xa. Ôm bao đau thương, mình anh cô đơn trốn đây. Ngày mai em ra đi, chôn giấu bao kỷ niệm, trôi theo năm tháng, để lại nơi đây mình anh với vầng trăng cô đơn. Xa rồi những tháng ngày vui, xa rồi dấu yêu thua ở nào, xa rồi em nhớ gì không, hay em chìm đắm trong tình mơ. Em ơi đêm nay, vầng trăng kia như chứng minh tình đôi ta hôm nào bao thiết tha mặn nồng. Đêm nay hai đứa một vầng trăng xưa, mà đôi tim cách xa. Ôm bao đau thương, mình anh cô đơn trốn đây. Ngày mai em ra đi, chôn giấu bao kỷ niệm, trôi theo năm tháng, để lại nơi đây mình anh với vầng trăng cô đơn. Trôi theo năm tháng, để lại nơi đây mình anh với vầng trăng cô đơn. Mình anh với vầng trăng cô đơn. Mình anh với vầng trăng cô đơn. Mời Ngọc Sơn đến đây. Dạ em chào thầy ạ. Quý vị đang theo dõi chương trình Ngôi Sao Đương Thời. Chương trình này do công ty Sen Vàng phối hợp với đài truyền hình Vĩnh Long thực hiện. Chương trình được phát sóng hàng tuần vào tối thứ ba lúc 21 giờ trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại ngày hôm sau lúc 13 giờ trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Đồng hành với chương trình đó là nhãn hàng Tôn Tân Phước Khanh. Bây giờ thầy trò mình qua đây nói chuyện. Khi Ngọc Sơn xuất hiện trên chiếc xe đạp thì tôi hình dung ngay rằng đây là một chiếc xe đạp quý giá của giá trị thời gian. Em nói rõ hơn về chiếc xe đạp này được không ạ? Thưa thầy, thưa với đại gia đình là hồi đó là cuối năm 87 em lên trường nghệ thuật sân khấu học. Thì em cũng may mắn được học lớp kịch nói đầu tiên. Thì thầy dạy em 3 tháng. Sau đó là Ngọc Sơn nhảy qua viện nghiên cứu âm nhạc. Ở trong trường mình luôn ha. Có một lớp duy nhất của lớp gọi là lớp đại học thanh nhạc dân tộc và đương đại. Chiếc xe này hồi đó là xịn lắm đó. Coi như là con nhà cũng khá lắm đó nha. Với có được xe này đó cả nhà. Thời trẻ là đôi khi cũng để dành dụm dữ lắm. Với mua được chiếc xe này bà ba mẹ là cán bộ. Và thưa thầy đó, cái xe này thầy biết rồi. Xe này đó hồi đó em dắt vô trường là em hãnh diện lắm. Đâu phải ai cũng có xe đạp đâu đại gia đình. Có cái này là xịn rồi đó. Ngọc Sơn nhớ mãi và thương nó lắm. Không biết là em đi học là được sự ủng hộ của gia đình hay là ý thích của em? Thưa với đại gia đình thì chị Ngọc Sơn đang hiện là bác sĩ. Đang ở New York. Nghĩa là định cư tại nước ngoài. Ngọc Hải là tiến sĩ về kinh tế, cũng làm bên doanh nghiệp. Ngọc Hà là làm bên doanh nghiệp. Ngọc Sơn thì tự nhiên hồi nhỏ làm như là mình có đam mê rồi đó. Mình thích lên hát mà được ba là rất là yêu ca nhạc. Ngọc Sơn đã được luyện từ 4 năm tuổi đó là biết nói là đã được hát. Có con chim bành khuyên nhỏ, giang trong thập quan ngoan quá, gọi dạ bào bưng lễ phép ngoan nhật nhà. Chim gặp bác chào mau, chào bác. Ba dạy là biết cách chào bác vậy phải như vậy. Chào bác khoanh tay lại chào, chào người lớn, người nhỏ. Được ba dạy mà mình lại đam mê dính trong máu rồi. Mỗi lần nhìn lên sân khấu mà nhìn ánh mắt lại nhìn là em xúc động lắm thầy. Em vui mà hạnh phúc không có gì bằng hết á. Thành ra cái tiếng hát của em nó phát ra từ tình yêu thương. Dạ. Vì em quá say mê. Lúc đầu em thi vào diễn viên kịch nói. Dạ. Học có 3 tháng cái chuyển sang viện nghiên cứu âm nhạc. Dạ. Là tại sao? Vì quá mê nhạc hơn mê kịch à? Dạ thưa thầy, em cái gì em cũng mê hết á. Hồi đó Quyền Linh, em cứ ngồi dưới thằng Quyền Linh nhìn em tướng em đấy. Ô này tướng giống khỉ quá. Em mà em ngủ chung giường với Quyền Linh mà. Cái túc xá ngủ giường tầng. Dạ em leo bên trên. Dạ con khỉ mà. Em leo bên trên, Quyền Linh ngồi dưới. Thì em xuống với em nấu ăn. Em
thì thầm trong đầu, ê mày coi chừng mai sau tao sẽ trở thành để giống đầu á, một kịch sĩ nổi tiếng đó. Là được đại gia đình quan tâm biết đến, là mình vui, nổi tiếng, là được mọi người thương. Em ráng học thì em vẫn còn đam mê kịch, nhưng mà hồi nhỏ em hát từ nhỏ rồi. Thật em lên đây em có học kịch, nhưng mà em cũng phải luyện ca nhạc từ nhỏ, em nhìn nốt hoặc là nọ, luyện từ xưa, từ lúc 4-5 tuổi rồi. Em có nhớ là cái sân khấu ca nhạc đầu tiên mà khi em lên Sài Gòn học ở trường nghệ thuật sân khấu 2, dạ, mà em bước ra em hát, đó là sân khấu nào không? Đầu tiên thì sân khấu chuyên nghiệp là quận 10 đó thầy. Bài hát đầu tiên em hát là bài gì? Dạ nhớ thầy. Nhớ. Con suối nhớ ai róc rách, đêm đêm ngày ngày chỉ chờ không trách. Con chim nhớ ai bay qua bay lại, mưa chiều nắng mai xa xôi không ngại. Em ơi, cái thời mà em hát ở lúc ban đầu á, nó dạ, có vang như bây giờ không? Dạ thưa thầy, là lớp của Ngọc Sơn là lớp của Viện Nghiên cứu Âm nhạc Việt Nam, tại lớp này có đúng một lớp thôi. Lớp này tuyển hồi đó là 12 anh chị, với Ngọc Sơn là mở gấp. Ngọc Sơn nói thật với đại gia đình, Ngọc Sơn nhảy thẳng vào năm thứ 3 luôn. Và lớp này chỉ một lớp, tại vì có những vị thầy như là thầy Duy Nải, thầy Hoàng Luyện, rồi thầy nhớ mà Lưu Nhất Vũ, cô Lệ Giang, dạ, cô gái Sài Gòn đi tải đàn, rất nhiều những giáo sư nổi tiếng. Rồi thầy Tô Vũ, viện trưởng Viện Nghiên cứu Âm nhạc. Nhưng mà lớp thì gửi trong trường nghệ thuật sân khấu, mà nhờ học ở trường thì mình học được nhiều kỹ năng, học cụ cải lương, cụ kịch nói, học lén nhìn các anh chị mình xem. Em đam mê lắm. Thì sau đó em bước lên trên đó em hát, kết hợp cái phương pháp hiện đại, mình hát giống như mình không có gồng, nhưng mà thực sự là đầy kỹ thuật. Khi em lên em hát, nhất là bài nhớ, thì mọi lần nhớ ai, nhớ cứ nhớ ai đi, mỗi lần em hát tới đó đại gia đình vỗ tay quá trời. Thực sự Ngọc Sơn đã đam mê từ nhỏ, để máu trong người, và được học thêm thầy cách diễn xuất, cách tình cảm, nhã hồn và cách đi đứng, mà cái lớp đó cũng đã giải tán. Chỉ còn mình em giữ lại những cái gì, cái cổ điển, nhưng mà em thấy nó hữu hiệu đó thầy. Tại vì người thầy cao nhất chính là tấm lòng của đại gia đình đang ngồi dưới. Và cái điều mà đặc biệt của em á, là em kết hợp với cái gì hiện đại nhất của, dạ, thế giới, dạ. Có lẽ là một trong những ca sĩ mà nhảy theo Michael Jackson mà nhảy rất đẹp luôn. Là sự luyện tập của em, dạ, nó là một cái sự khổ luyện vô cùng, để em kết hợp đưa vào trong bài hát của mình bước nhảy của Michael Jackson rất là hợp lý và rất là đẹp. Thì em hơi tiết lộ một chút xíu với thầy, là Michael Jackson là nhảy bằng cái chân, người ta đôi chân rất là nhanh, nhưng mà em còn kết hợp breakdance. Nghĩa là cả nhà thấy, em thấy mọi người đứng rất là thả lỏng, nghĩa là nó có cái bài bản của nó. Cái này khác đúng không cả nhà, đúng không? Cái hơi khác một chút. Em học rất nhiều, em học từ các thầy, em học nghiên cứu từ video băng, và nghiên cứu sâu vô con người ta, là giải phóng cơ thể. Và từ đâu mà em chuyển sang bolero một cách ngọt ngào như vậy được? Thưa với đại gia đình, khi hát trên quận 10 thì em thấy mọi người hát, nhưng mà thấy đại gia đình thích cái tình cảm lắm. Và em cũng là người nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Âm nhạc, nghiên cứu về ngũ cung, về tình cảm. Ngũ cung là như thế nào? Họ sự sang sẽ cống thì vô vậy đó, nói được, nhưng về nhận định được nó nằm ở cái sóng nào trong bài hát, chưa thấy ai giải thích cái đó. Ngọc Sơn, em có giải thích cái này là trên chương trình, một chương trình bolero đó, giống như lòng mẹ của em nằm trong ngũ cung, tình cha nằm trong ngũ cung. Em biết là ngũ cung là cái hơi thở, cái tình cảm của con người Việt Nam, và em thấy là nó nằm trong bolero. Mọi người hồi xưa gọi là nhạc xến và nhạc trẻ, thì nhạc trẻ thì đi theo là theo bảy nốt của nước ngoài, và theo cái hiện đại cũng hay, mình phát triển hay, nhưng mà cái gốc, cái tình cảm của ông cha ta, và cái hơi thở và cái cách nói xuống lên của người Việt Nam mình, nó có cái tình cảm một cái kiểu khác. Cho nên là em cũng vừa học ở Tây, và phát triển như những cái truyền thống dân tộc. Đó là cái ý đồ của thầy giáo em. Quan trọng là giữ được cái truyền thống. Đi ra miền Trung diễn, đại gia đình không biết Ngọc Sơn từ đâu đến, ủa thằng nhỏ nào nó hiền vậy, tội vậy, chưa biết mặt mà cũng chưa rõ tên, ốm nhom ốm nhách rồi. Có 48 kg, chưa tới 50. Nhưng mà bây giờ thực sự đại gia đình tấm thân nhỏ bé cả nhà nè, bây giờ lớn hơn ngày xưa 20 kg lần đó. Bây giờ 68 kg, hồi trước là 48 kg. Và hồi đó thì em hát, bước ra đại gia đình thương liền, cái mình cảm động lắm cả nhà, còn Sơn khóc hoài. Và khi đến một cái giai đoạn người ta tự phong cho em là ông hoàng nhạc xến, thì em có hài lòng với danh hiệu này không? Hay em thấy nó chưa chuẩn xác? Mọi đại gia đình yêu thương em thì gọi em cái gì em không có cản được tấm lòng của đại gia đình, mà nhưng mà em là tự xưng mình và tự mong muốn rằng tấm thân nhỏ bé xin kính chào đại gia đình. Còn đối với fan hâm mộ của mình thì Ngọc Sơn có những kỷ niệm nào và mỗi khi mà nhắc lại là nhớ ngay luôn? Thầy ơi, em thì nhiều cái kỷ niệm với đại gia đình lắm, mà những cái ánh mắt tình cảm thì mỗi ngày em ghi nhớ hết. Rồi nói thật với đại gia đình, tôi cầu trời Ngọc Sơn về thế giới bên kia, Ngọc Sơn không mất một ai. Đó là điều hôm nay là điều bí mật Ngọc Sơn đó, thương vậy đó. Em
Thưa với đại gia đình là em bước lên gặp ánh mắt đại gia đình em, đó, cái niềm một cái gì đó, một cái hào quang nó tỏa sáng, truyền ra một em một cái năng lượng. Đúng. Và bây giờ thực sự cái điều đó em nói rất là quan trọng đối với nghề của mình. Khi quý vị yêu thương, khi quý vị yêu mến giọng hát, yêu mến người nghệ sĩ đó, quý vị đã truyền cho họ một năng lượng. Mà nếu như không có năng lượng đó thì không thể thành nghệ sĩ được. Em là cái người cảm nhận cái điều đó nó tinh tế lắm luôn á. Và nó duy trì tuổi trẻ, giọng hát, hình thể, sức khỏe. Mọi thứ đó là cái em trao tặng và được phản hồi lại. Cho nên em làm cái gì cũng hết mình. Cả con tim em đặt vào ngay cái vị trí đó và tan chảy ra cho tất cả. Cho nên cái điều đó nó không mất đi mà nó cầu vòng và nó hội tụ lại. Cho nên em mới có mặt ở đây lúc này và ngồi đây để chia sẻ tình yêu với quý vị khán giả, với quý vị fan hâm mộ của mình. Khi cơn bão ập đến, khi đối mặt với bão giông thì em làm gì? Đầu tiên là em sống, em sợ mất ba mất mẹ lắm. Ôi thương lắm, trời ơi, như ba mẹ mình có chuyện gì sao, lo khủng khiếp lắm. Mà thực ra là lòng mẹ là biết là năm 85, 84 hồi nhỏ mình nghĩ đến lòng mẹ, thành ra mình đã muốn nhạc nó có sẵn trong đầu hết trơn, nó có sẵn trong máu hết rồi. Muốn đấu tranh khó khăn nhất của con người là chiến thắng chính mình. Thì Ngọc Sơn bảo vệ thân thể, bảo vệ giọng hát cho đại gia đình. Tại Ngọc Sơn quá thương đại gia đình. Trong cuộc những cái sự vấp ngã thì Ngọc Sơn nhớ ánh mắt nụ cười của đại gia đình. Là Ngọc Sơn vượt qua hết. Kỷ niệm nào rất là sâu sắc đối với các fan của mình còn động lại trong trái tim của Ngọc Sơn, hãy chia sẻ cho mọi người nghe. Ban nhạc Quốc Dũng thì thầy đánh quận 10. Hồi đó Ngọc Sơn mới lên hát là tiếp. Thì Ngọc Sơn hát tiếp bài Thì Trễ Anh Chị Sau. Khi mà các anh chị với Đét về đó thì Ngọc Sơn lại thương đại gia đình, tính Ngọc Sơn cứ nhớ vậy nè, không phải nhớ làm thiệt đó. Ngọc Sơn bài lại liền tiếp, mình nói cho hát bài nữa không, hát bài nữa không, xin mình xin đàng hoàng. Tại vì giờ giấc mỗi ca sĩ đều có giờ riêng với nhau, dù nổi tiếng cỡ nào, mỗi dù người được hát thứ hai rồi tối đa là ba bài là hết nhiệm vụ. hai bài hết ba bài cũng khó đụng người ta, cũng không thành ra là cho Ngọc Sơn hát sau chương trình quận 10 cho khỏi đụng ai, khỏi đụng ai. Vừa hát bài của Bánh Anh Là Ao tại hết rồi, rồi đó còn mấy Chạy Đen Thuê Lực Sĩ Kiến Càng cho nó vui, cho nó kia là Kiến Càng với là phải gác kỳ nghỉ mới được, chúng thôi bị chen lấn. Ngọc Sơn là ca sĩ có vệ sĩ lần đầu tiên, tay em vô là bị nhéo bầm dập với trơn luôn. Là nhéo Ngọc Sơn, thương Ngọc Sơn, em bầm tay mà em không bao giờ giận, em thương đại gia đình lắm. Và em cảm ơn tờ báo Hội Nhập á, em mới đi Việt Nam Hội Nhập, đi Pháp Việt Nam Hội Nhập đó. Một cái bình dự em rất là hãnh diện, đó là nghệ sĩ bình dân, tính em bình dân, cả nhà được không, nghệ sĩ bình dân được không cả nhà, cảm ơn cả nhà, xin đại gia đình bình dân. Ngọc Sơn thích bình dân, thích nói gì nó giản dị lắm, gần gũi với mọi người. Làm nghề này mà càng nổi tiếng thì không tránh được những cái phần đằng sau sân khấu đó, thì nó có làm ảnh hưởng gì đến tư tưởng, đến tình cảm của Ngọc Sơn hay không? Dạ thưa đại gia đình, Ngọc Sơn là người nhạy cảm mà, buồn lắm thầy, buồn khủng khiếp lắm. Em ngày nào em cũng canh me trên báo, em đọc thông tin này thông tin kia, em cũng nhìn tối ngày em mở để coi ai nói về Ngọc Sơn, thí dụ gì nói gì đó, nói cái điều gì không thôi em buồn lắm, buồn khóc buồn lắm. Nhưng mà tính em là thà chết thì thôi, không bao giờ nghĩa là đụng đến người khác, ai Ngọc Sơn cũng thương hết đó. Còn đi hát cũng vậy, rồi em cũng nhường hết cho anh chị em hát cuối cùng, cho từ đó đến giờ em trung thành với những cái gì em đang sống mà em đã sản sinh ra, và em yêu thương và em bảo vệ một lòng. Và em không bao giờ bức xúc mà thương nhau lắm cắn nhau đâu. Cứ như là ta thương mình người ta phải đánh mình hay là dạy cho mình tốt hơn, chứ không có ai rảnh đâu mà đi phê phán chi. Nhưng mà có những điều phê phán thì mình cái gì mà đúng á thì mình nhận, mình sửa thêm. Cái gì mà chưa gì đó thì mình học được chữ nhẫn thầy. Nhẹ nhàng dường nhịn nhẫn nại nên người. Thôi ai nói gì nói ra ngoài thì có chuyện này chuyện kia, nhưng mà tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, lòng thẳng ngay trước muôn sự đổi thay. Ngọc Sơn nói về chữ hiếu, và có lẽ gia đình là điểm quan trọng. Và hai cái đấng sinh thành của mình đã có hai bài hát rất là tuyệt vời. Thì có phải chăng đó là tình cảm quá lớn của Ngọc Sơn đã dành để tặng cho những người thân yêu nhất cuộc đời của mình mà không thể tìm được người thứ hai hay không? Dạ em không dám thầy ạ, mỗi người một cách thổ lộ. Nhưng mà em may mắn được đại gia đình thương. Mà em tình cha tình mẹ còn thiếu một bài tình gì nữa không? Đó là Tình Con, cả nhà muốn nghe một đoạn không? Wow! Cái này em hát cho thầy nghe, cho đại gia đình nghe nha. Yeah. Lòng mẹ tình cha là hơn tất cả, tất cả trên đời là hơi thở của con. Sơn ơi, cái kỷ niệm nào đáng nhớ nhất về hai đấng sinh thành của mình? Dạ thưa thầy, em đã viết vào rồi. Tình cha mắt như vầng thái dương, rồi ngọt ngào như dòng nước sôi, cao mà ấm áp và như nước trôi đầu nguồn.
Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường giá lạnh và cha nằm ôm con sưởi ấm những cánh dài. Là kỷ niệm của em, cha em dắt và em vào Nam khi mà giải phóng, khi mà qua 75 á, thì cha về bắt dắt về quê Tôm Hửa. Tôm Hửa, Tôm Hửa dạ. Em ở quê Tôm Hửa thì em là giữa đêm nằm mà thấy cho cái áo men tô đó, áo đi biển á, ai cũng có áo men tô mà đi mặc đáp vào cho người con mình á, thì mình nhà của ba thì nhà ông nội ở chứ thì ngay bờ biển luôn, gió thổi vô thì ba phải đắp cái măng tô. Thì em đi nằm em nói nhớ, em nói thương em với Ngọc Hải nằm co ro, em nói trời ba mà gì lạnh thì sao. Thì em đã viết vào trong bài hát. Đây là dạ. Ba của Ngọc Sơn phải không dạ, ạ? Dạ đúng rồi. Wow. Lúc này thì... ba bao nhiêu tuổi rồi Sơn? Dạ lúc này là ba 94, 95 rồi. Ba bệnh tim nhiều lắm rồi. Là Ngọc Sơn cũng chăm sóc ba nhiều, nhưng ba cũng thọ chứ 95 với tầm đó mới có được. Dạ. Mà thương cha lắm. Ba dạy cho Ngọc Sơn đừng bầu mà. Wow. Hồi đó ba là thích dạ, đừng bầu này, đừng cò. Nghe thầy là đoàn trưởng đoàn văn công quân khu 5. Wow. Hiệu trưởng trường sinh viên miền Nam. Ôi. Hồi đó ba đi làm kháng chiến, tập kết ra Bắc. Ngọc Sơn ở đâu trong cái đại gia đình đó vậy? Là bé nào vậy? Em đứng gần ba đó, Ngọc Hải đó kia. Ngọc Hải, Ngọc Hà Úc, mẹ đang ba bế, còn chị Hiền đứng trước đó. Em là cháu đích tôn đó thầy. À, bây giờ thì em chuẩn bị tinh thần. Em hãy nhìn vào trong màn hình kia. Hả? À. Màn hình kia sẽ xuất hiện một cái đồng hồ. Mà em chỉ có chạy một vòng là 60 giây là em hết cơ hội. À. Có những gợi ý. Em sẽ tìm ra một con người nào đó. Bắt đầu rồi. Trời ơi, bây giờ phải đọc cây nghe đi. Hãy nhìn em. Gợi ý số 1. Đây là một nhân vật cái tên có 3 chữ. Suy nghĩ đi, tìm đi. Hoàng Nhật Nam. Hoàng Nhật Nam là đạo diễn của chương trình. Đúng rồi. Không phải là đáp án. Hả? Gợi ý thứ 2. Đây là một nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng. Dạ, hơi nhà sản đó. Xuất âm nhạc nhiều nổi lắm, tiếng. Nhiều lắm, nhiều lắm. Yếu tố thứ 3 có liên quan đến em là con rể của danh ca nhạc sĩ Ngọc Sơn. Vậy là Đồng Đăng Giao. Đạo diễn Đồng Đăng Giao là một đáp án chính xác. Đúng rồi con. À, trời ơi, thể hiện tình cảm con. Đi. Xin mời. À, trời ơi, con rể của tôi. Con rể của tôi. Dạ, chào anh. Chúc mừng em đã đến với chương trình. Tham gia được chương trình cái đi ra ngoài nơi bán băng cassette, bán đĩa hồi xưa. Mà lục quá trời quá đất luôn. Hiếm lắm á. Trời lục ơi. Quá trời mà lục cái hồi xưa mình sản xuất cho Ngọc Sơn. Những cái, này là bây giờ khó dùng lắm đây nè. Ngọc Sơn hồi xưa nè, em thấy em chưa? Trời ơi, ngầu ghê, trẻ lâu làm ghê quá. Quá trời quá đất luôn. Ngang áo khoác trời ơi đây nè. Chiều cuối tuần nha. Trời ơi Sơn ơi, trả lại người tình nè nha. Trời ơi, chương chơi độc chiêu gì trời. Chơi những chú độc chiêu gì. Làm sao mà sống nổi. Cảnh nữa. Nhưng mà mọi người sẽ thắc mắc ngay từ giờ phút này, tại sao Đồng Đăng Giao lại là con rể của Ngọc Sơn? Cho chào pháo tay đi quý vị. Thì nói con rể cho nó tình cảm á thầy. Tại vì thực sự được chơi với các nghệ sĩ Dung Dương Ngọc Thái thì cũng nhỏ hơn mình có chục tuổi thôi. Mọi người thương Ngọc Sơn lắm. Và Yến Khoa cũng vậy. Hồi đó nhỏ xíu năm 90, hồi nhỏ đi chơi với Ngọc Hà dắt đến nhà. Hồi nhỏ xíu à. Rồi cái mình thấy hồi đó gọi anh em không à. Nhưng mà sau chơi với nhau thân quý nhau quá, thôi gọi thôi còn ba đi. Ba Ngọc Sơn cho tình cảm. Gọi mà tự nhiên thích, tại vì em hay dạy học trò là hiếu thảo. Ba cái điều tôn chỉ. Thứ nhất là hiếu thảo. Cha mẹ mình là cục thịt cục máu đẻ ra, dù có hy sinh cũng không bao giờ bất hiếu. Và điều thứ hai là tôn sư trọng đạo. Ngọc Sơn may mắn trời cho Ngọc Sơn gặp những người tiên không. Em gặp thầy, thầy là một cái gì đó lớn lao lắm. Và em không biết dùng chữ nào mà em học được nhiều lắm. Vợ thầy và học được đại gia đình, cái tình cảm sâu sắc. Thì những người con em của em là những người con rất là hiếu thảo. Và đây Đồng Đăng Giao cũng vậy, rất hiền lành. Gọi là anh em ở ngoài, lâu lâu gọi con rể. Gọi đây. Mà thương nhau lắm đại gia đình. Ngọc Sơn và Đồng Đăng Giao là quen nhau trong trường hợp nào? Ủa, lâu quá rồi, khoảng 30 năm, hơn 30 năm. Hồi xưa là tôi trong ban nhạc, Ngọc Sơn là ca sĩ. Cũng quen nhau. Đồng Đăng Giao chơi nhạc cụ nào? Chơi guitarist. Guitarist, ủa, đóng vai trò quan trọng luôn đó. Rồi sau đó đó là mình nhà sản xuất âm nhạc, trung tâm băng đĩa nhạc Đồng Giao. Thì anh em có cộng tác với nhau. Mà chơi với nhau thì
thấy nó hợp thì chơi thôi, chứ giờ mình không biết phải nói như thế nào. Hợp thì hợp, nhưng mà có khi nào hai quan điểm trái ngược nhau không? Thực sự mà nói là Ngọc Sơn là một ngôi sao thượng thặng, đúng không anh? Hồi dạ. thời mà 90 mấy, một cái phiên bản mà chưa có ai có thể có 102, có 102, dạ, một không hai, có một cái khung riêng. Thực sự một cái một tên Ngọc Sơn thôi là cơm lê hết. Từ Bắc chí Nam. Ủa sao nói cái giọng nghe có vẻ làm bầu quá vậy? Dạ. Hồi xưa cũng có làm nhiều. Nói tóm lại là về âm nhạc, về phim ảnh, đi phim điện ảnh rồi nói là có làm hết rồi. Ngọc Sơn có theo dõi quá trình của đạo diễn Đồng Đăng Giao không, với những cái tác phẩm điện ảnh lừng lẫy không? À quá biết mà thầy ơi, em cũng biết là tại sao thành công nữa mà. Người này viết nhạc trữ tình là chính nữa. Nhạc pop ballad, nghĩa là giờ có cái dòng nhạc cổ điển của Việt Nam, nghĩa là ngũ cung và bảy nốt của nước ngoài. Trong cái âm nhạc của Đồng Đăng Giao rất có nhiều cái tình cảm trong đó, và hơi xến xến giống như em vậy đó thầy. Em là xến, là chùm mê xến mà em rất là xến, xến xúa lắm. Thưa quý vị, đây là đạo diễn của phim Nắng đó quý vị, bây giờ quý vị phải gặp mặt đúng không? Rất là hay nhiều lắm đạo diễn. Thì nó có tình cảm của gia đình, cha mẹ khai thác những tình cảm đó làm người ta khóc, mà Sơn coi cũng khóc luôn mới vừa coi. Làm sao mà giữ tình bạn được 30 năm mà giống như rượu vậy, để càng lâu nó càng nồng, nó càng bổ vậy hả? À, thực sự mà nói là cái thời điểm đầu tiên mà Ngọc Sơn trở thành một ngôi sao á, thì tất cả các trung tâm băng nhạc là giành giật á, chứ không phải là giành giật để được thu băng, được thu băng để đúng bán cái băng nào sản xuất rồi coi như là người nào sản xuất được thì bán mấy chạy, bán được nhiều nhiều mới có lãi, mới là lại sản xuất tiếp. Thì lúc đó là mình thực sự mà nói là mình ỷ lại cái tình bạn, thành ra mình không có giành giật. Mà cái ông đi được ưu tiên một rồi đúng không? Ông nhưng mà cuối cùng cái ông ký cho người ta hết rồi, tới chừng mình mở lời cái ông nói trước rồi tôi ký cho người ta hết rồi. Cuối cùng bao nhiêu năm không có được làm, bây giờ mới làm nè, bây giờ mới làm Ngọc Sơn rất là nhiều, làm thường xuyên hiện giờ. Nè cho tôi chen vô giữa tôi ngồi chút xíu thì đây. Trời đất ơi. Đấy. Ô cha. Điệu hò phu thê. Đấy. Cái này là cũng là người bạn luôn của Hoàng Sơn ơi. Trong cái đợt cái này chỉ là một phần rất nhỏ trong gia tài của em thôi. Đã lâu lắm rồi cái này, đĩa này cả nhà biết rồi phải không? Rồi. Trời ơi, trái tim khô. Ngọc Sơn sáng tác mới. Trái tim khô là bài Vầng Trăng Cô Đơn trong đĩa này đó đại gia đình. Em ơi, như vậy là nguyên cái tuổi thanh xuân của em là trải qua trong phòng thu phải không? Dạ hát bây giờ, dạ thưa thầy, bây giờ em còn nằm trong đó luôn rồi. Tại em bị mix nhạc luôn thầy. Giờ làm phòng thu em luôn mix rồi. Nhạc, em thu nhạc, em hòa âm, em làm nhạc, em mix nhạc, em chỉ đạo từ nốt này nốt kia. Rồi em biết em hòa âm có gì em nằm ngủ trong đó đâu, rồi em tập tạ rồi em leo lên phòng nằm luôn. Em ngủ em thu từ đó, em đam mê vậy đó. Em mix nhạc ra luôn. Anh Giao, dạ. Làm sao anh giữ được những cái bạc, cái những cái đĩa như thế này hả anh? Dạ, trời ơi, trường cũ tình xưa, Ngọc Sơn bông cỏ mai. Chiều cuối tuần cái này tìm đi mua chứ không có giữ, đi mua đó, đi mua mà anh cũng lùng chứ đâu phải mua mà nói mà có liền được đâu, khó lắm mới mua được cái này á. Cái tình bạn rồi trở thành con rể, tại vì là Hoàng Châu là con gái đúng không? Yeah, là con gái của Sơn, gọi một cách âu yếm triều mến trong nhà, lâu lâu gọi nhau chứ thương nhau lắm thầy ơi. May mắn giờ giữ được tới giờ này, Ngọc Sơn hạnh phúc lắm. Chơi với nhau cũng như anh em, cũng như anh em mà sau đó là thân với nhau, ba người thân với nhau đi châu Âu luôn mà. Một group với nhau. Tôi kêu Sơn là anh ba. Anh ba. Anh Ngọc Năm. Sơn lại kêu là anh Năm. 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 Vậy thì Đồng Đăng Giao có theo kỹ từng cái bước phát triển của Ngọc Sơn trong nghề nghiệp không? Thực sự mà nói là tôi là nhà sản xuất âm nhạc. Thành ra là Sơn là một ngôi sao lớn, một ngôi sao rực sáng. Nhiều khi cả một thế hệ mới có một Ngọc Sơn. Thành ra tôi lúc nào tôi cũng theo dõi. Nhưng đương nhiên Ngọc Sơn thì cũng có những lúc thăng, lúc trầm. Lúc rất là khó khăn. Những lúc thăng trầm như vậy thì Đồng Đăng Giao có đến để chia sẻ với Ngọc Sơn không? Nếu mà trong cuộc đời á, mà ai mà bị một cái vết như Ngọc Sơn thì chắc có lẽ là không thể nào tồn tại, không thể nào mà đứng lên được. Tôi nhớ lúc đó là anh 92. Phương trong đồng á, anh Phương với lại anh Trung á, Bích Lan với anh Trung. Đúng rồi, anh Trung còn nói là trời ơi Sơn bị cái này là mỗi một tháng mất mấy tỷ bạc. Mà lúc đó mấy tỷ bạc, lúc đó rất là nhiều tiền, năm chín mấy tỷ bạc nhiều tiền. Mất doanh thu của trong đồng. Không phải, Ngọc Sơn mất tiền. À, Ngọc Sơn không có hát thì mất tiền. Mất tiền. Rồi cộng thêm nữa rồi, tháng cái ngôi sao như thế là con chứ dục tắt luôn. Mất luôn. Làm sao mà để có thể mà khi mà xong cái vấn đề đó rồi trở lại đi ca hát được. Không thể. Năng lượng đâu mà hát, người khác không nổi nữa chứ. Mất quan trọng là sợ đại gia đình không có thương. Quan trọng cái điều đó, đại gia đình Ngọc Sơn cảm ơn đại gia đình đã hiểu và thương Ngọc Sơn. Cảm ơn. Và Ngọc Sơn rất là hay á, là chuyển đổi cái đau thương đó thành cái động lực. Ngọc Sơn là học
ngoại ngữ. Wow. Anh học tiếng Nhật, học tất cả mọi mấy ngôn ngữ em biết gì Ngọc Sơn? À, nghĩa là em nói tiếng Anh Pháp nè, English rồi French. Nhật thì đó có hai người học trò. Thì để mà đi cắt từ tiện các nơi thì đã là em đã giới thiệu trước. Còn tiếng Nga sao có rớt tới không? Trasvuce. Trasvuce, xin chào. Còn ví dụ tôi yêu em thì nói làm sao? Nếu mà tôi yêu em thì có hai cái cách nói. Nghĩa là tôi yêu mà Yalibliu Tibia, còn Yalibliu Vas nghĩa là yêu các bạn. Còn tôi yêu em là Yalibliu Tibia. Trời ơi, còn thí dụ tôi nói tiếng Nga tiếng, không tiếng, tốt lắm thì sao? Я говорю немного по-русски. Trời ơi, quý vị ơi, Ngọc Sơn nói đúng. Спасибо. Xin cảm ơn. Cuối cùng thì anh có ngạc nhiên vì sự thành công của Ngọc Sơn và đã vượt qua được những cái thử thách mà theo anh là đối với người khác có thể không vượt qua được? Thực sự mà nói là nếu mà để một người khác mà như Ngọc Sơn á, tôi nghĩ rất hiếm lắm. Một ngôi sao sáng như thế, bị cuộc đời vui vặt như thế thì còn cái gì nữa mà để sống. Có lúc Ngọc Sơn cũng không thể nào chịu đựng nổi, phải bung luôn, bung lỗ luôn, bung hết. Nhưng rồi Ngọc Sơn lại bình tĩnh trở lại và trao dồi lại cái năng lượng của mình và để tiếp tục tỏa sáng và tỏa sáng cho tới ngày hôm nay. Nói như Ngọc Sơn là Ngọc Sơn ngậm một chữ nhẫn rất là lớn, không cần phải nói giải thích gì hết. Không giải thích, không nói, không gì hết. Người ta yêu Ngọc Sơn với một tình yêu trinh bạch, một tình yêu thánh thiện, một tình yêu trong suốt như pha lê, mà nơi đó không có một chút gợn nhơ. Nếu là thủy tinh thì nó còn có những cái bọt, còn pha lê thì nó hoàn toàn hay quá, hay quá, hay quá, hay quá. Nghe nói hồi nãy là Đồng Đăng Dao có sáng tác, có bao giờ Ngọc Sơn bây giờ hát bài của Đồng Đăng Dao? Dạ thưa thầy, thì Đồng Đăng Dao đã lăng xê nhiều. Ước nguyện của Đồng Đăng Dao là gì, nói đi, bây giờ nói thẳng luôn. Đó. Ngọc Sơn cũng có thu những cái bài hát của Đồng Dao cách đây hai mấy năm cơ. Wow. Vâng. Thì ước mong được hát bài với Ngọc Sơn, vậy là khoái rồi. Vậy đó hả? Rất là muốn được song ca với Ngọc Sơn một bài đấy. Bây giờ thì giờ âm nhạc đã đến. Đôi song ca Đồng Đăng Dao Ngọc Sơn có chuẩn bị gì chưa? Thầy ơi, em kể cho thầy nghe trước khi em hát cái này nghe. Yeah. Sách cho đời đến nhà mới đây thôi. Hồi trẻ mình tám mươi mấy, mình đời mình hát cái này thì chưa có ra băng đĩa. Cái em nói để tôi làm nhạc, tôi làm luôn. Hai anh em mình ghép lại cái bài thập niên cuối thập niên 80. Đó là bài Chỉ Mình Em và bài hát Trọn Đời Yêu Em. Vậy là phối hợp lại hai tác giả, hai nhạc sĩ Ngọc Sơn và Đồng Dao. Yeah. Rồi hai ca sĩ Đồng Dao, Ngọc Sơn. Đúng rồi. Một phiên bản lạ. Anh giấu em vào trong nỗi nhớ, vào trong từng giấc ngủ cơn mơ, vào câu chuyện thần tiên cổ tích, em là công chúa, hoàng tử là anh. Anh giấu em vào vì sao đêm đẹp đang rỡ như tâm hồn em đó, đẹp hơn hết những gì anh có, là ngôi sao duy nhất bầu trời anh. Giấu em vào từng ngọn gió, vào mây trắng, vào bầu trời xanh, vào tâm hồn anh, vào màu hoa tím và những gì đẹp nhất trong anh. Anh giấu em vào sâu thẳm trái tim, ở nơi đó có hai chúng mình, ở nơi đó có yêu thương người ơi, ở nơi đó chỉ mình em thôi. Ngọn gió vào mây trắng,
vào bầu trời xanh, vào tâm hồn anh, vào màu hoa tím và những gì đẹp nhất trong anh. Anh giấu em vào sâu thẳm trái tim, ở nơi đó có hai chúng mình, ở nơi đó có yêu thương người hơn, ở nơi đó chỉ mình em thôi, ở nơi đó chỉ mình em thôi. Anh sẽ yêu em đến trọn cuộc đời, cuộc tình đầu tiên sẽ là mãi mãi. Ta sẽ bên nhau xây mộng ngàn đời, tình yêu cao đẹp tuyệt vời, nụ cười tươi thắm trên môi. Ta sẽ bên nhau xây mộng ngàn đời, tình yêu cao đẹp tuyệt vời, nụ cười tươi thắm trên môi. Anh sẽ yêu em đến trọn cuộc đời, anh sẽ yêu em đến trọn cuộc đời, anh mãi yêu em. Chỉ mình em. Cảm ơn Giao. Giao ơi, Giao đã thực hiện ước nguyện của mình để song ca cùng Ngọc Sơn trong chương trình hôm nay. Và tình cảm yêu thương của bạn từ những lúc gian truân nhất, vất vả nhất, thăng trầm nhất của cuộc đời và trở thành con rể của Ngọc Sơn. Đó là một điều trên cả tuyệt vời của ngôi sao Đức Thề. Xin cảm ơn. Chúc em nhiều sức khỏe nha. Rồi tiếp theo á, là một cái công việc mà song song với cái nghề ca sĩ của Ngọc Sơn, thì bạn làm một chuyện mà bạn không cần phải tuyên bố bằng trái tim của mình thôi. Đó là chia sẻ hạnh phúc cho những người chưa đủ đầy hạnh phúc. Những chương trình thiện nguyện, từ thiện khắp mọi miền đất nước, bạn làm âm thầm, không cần phải viết bài, không cần phải lên báo. Hôm nay là sự hiện diện của Ngọc Sơn trong chương trình Ngôi Sao Đương Thời. Ngọc Sơn cũng sẽ để trái tim của mình đến một nơi mà rất cần tình yêu ấm áp, để cái mái ấm đó nó là thiện duyên mà, cho nên nó sẽ làm cho những bé ở đó, những con người ở đó được vui, được hạnh phúc vì cái năng lượng yêu thương của chương trình. Dạ thưa thầy, em cầu trời, em cầu thật luôn, trời con kiếm tiền nhiều đi giúp chỗ này chỗ kia, em vui lắm thầy, mà trời cho em lại sức khỏe, trời cho em lại tình yêu đại gia đình. Trời ơi, cái tiền có thể mua mọi thứ mà cái tấm lòng mình là mua không có được, nó quý lắm. Cho nên mà trong khi em đi làm thiện nguyện, em gặp má Mười, trời ơi, em thương không muốn khóc luôn. Con mời má lên đây, má ơi, má ơi lên đây, má ơi. Má Mười lên đây, lên đây. Cảm ơn má. À, má lên. Má Mười xin chào tất cả mấy anh chị em Mạnh Thường Quân. Xin chào chú Hinh Bạch, chào con dạ, Sơn. Dạ má. Hôm nay thì má cũng thấy vui, lần đầu tiên má được gặp dạ. con. Chứ phải nói là con Hinh Bạch thì gặp mấy lần rồi. Có lên tận nơi của mấy em thiện duyên. Chứ tên thật của má Mười là Trần Thị Cẩm Giang. Thì năm nay má Mười 83 tuổi. Ồ, quá hả? Wow. Thành lập cái máy ấm này thì hôm nay được 33 năm. Khi mà thành lập 1988 đến giờ lận. Má nuôi là từ đầu thì má nuôi có mấy cháu thôi. Là đền ơn đáp nghĩa cho những cái người trước đây người ta giúp đỡ cho mình. Sau này những cái cha mẹ của đứa nhỏ đó bị qua đời, hết để lại những đứa con chất độc da cam tàn tật. Cho nên má Mười thấy vậy mới đem những cái đứa đó để đền ơn đáp nghĩa cho những cái người đó đã khuất qua đời trước đây, người ta giúp đỡ cho gia đình mình. Má Mười buộc lòng phải bán đi một cái căn nhà nhà nước cấp để lấy cái số tiền đó lo cho mấy em. Ta, từ từ người ta thấy mình nuôi vậy, người ta đem người ta bỏ hoài. Thì hiện nay á, mình đã nuôi là 125 em.
tàn tật bại não nằm một chỗ là 80 em, còn lại là 40 em đến trường. Có người đem giúp đỡ từ ký gạo, lon gạo để quầy cửa cổng cho mình, từ cổng rau đem để quầy cổng cho mình để mình lo cho mấy em. Con và chương trình gửi tặng má số tiền này và bà gửi về máy ấm. Thì con có gửi tặng một tấn, nghe nói là một tháng một tấn rưỡi lần phải không má? Dạ, vậy con tặng luôn tấn rưỡi luôn. Cảm ơn. Số tiền và tất cả gì con có là do đại gia đình đó. Má ngồi đây nha. Đại gia đình nghe Ngọc Sương hát lại cái bài Ngọc Sương sáng tác năm 17 tuổi, đó là bài hát Lòng Mẹ. Lặng nhìn chiều thu lòng nhớ thương ai, gió đưa man mát gợi những âu sầu. Đường xưa nghe lá thu rơi, chiều nay ra đứng nơi đây, gió lạnh lùng mang nỗi nhớ. Mẹ già chờ con ngồi đêm lá rơi, đêm bao nhiêu lá mà con chưa về. Ngày xưa con bé ngây thơ, mẹ hay âu yếm bên con, mẹ bảo mẹ thương con nhiều. Thu hoài thương con, mẹ trông con về chờ mong tin con ngày tháng, lòng đầy lo sầu nhớ. Bao lá thu rơi mà con chưa về, chiều nay ngồi đây lòng nhớ thương ai. Có nghe trong mắt lệ thắm tuôn trào, ngày xưa con bé ngây thơ mà nay con đã đi xa, mẹ già chờ mong con hoài. Ngọc Sơn và Lòng Mẹ cùng Má Mười máy ấm thiện duyên. 80 mấy tuổi rồi, má còn khỏe, còn đến đây được thì tụi con rất là mừng. Mong rằng má sẽ có nhiều năng lượng sức khỏe. Má là tấm gương sáng mà tụi con mãi mãi noi theo. Xin chúc sức khỏe của má. Má xin cảm ơn bài ca của con tặng cho má. Hôn cái đi má, hôn đi. Và Ngọc Sơn ơi, tâm chân tình của Ngọc Sơn không thể nào không nhớ. Đây là ban tổ chức tặng cho Ngọc Sơn bó hoa tươi thắm vì tình cảm yêu thương đã dành cho mọi người và đặc biệt là cho má mời. Thưa quý vị, yêu mến chương trình, quý vị đừng quên đón xem chương trình của chúng tôi do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp với công ty Sen Vàng thực hiện và phát sóng hàng tuần vào tối thứ ba lúc 21 giờ, tức là 9 giờ tối trên kênh Truyền hình Vĩnh Long 1. Và nếu quý vị không kịp xem vào tối thứ ba thì buổi trưa thứ tư quý vị sẽ xem vào lúc 13 giờ, tức là lúc 1 giờ trưa trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Đồng hành với chương trình đó là nhãn hàng Tôn Tân Phước Khanh. Thân ái chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Trong tập 20, Người Sao Đương Thời sẽ là câu chuyện được trải lòng bởi ca sĩ Phi Nhung. Em qua Mỹ em quá cực khổ, giống như là em đi làm em cũng phải trả tiền nhà, em phải trả tiền xe, cả cái chén em cũng phải bỏ tiền ra mua. Mà tiền ở đâu có là cũng là tiền em phải đi làm. Khi mà em có Wendy thì khi mà em đi sanh em cũng tự động một mình em lái xe em đi. Em đi sanh con em rồi em sanh xong em tự động lái xe về chở con ngồi bên cạnh về. Tại sao mẹ không có cho con được một ngày để con ngồi con ăn với mẹ hay là con đi chơi với mẹ? Mẹ không có cho con được, cho tới đây con 16 tuổi rồi mà con không có được như vậy. Đón xem tập 20 chương trình Ngôi Sao Đương Thời vào lúc 21 giờ tối thứ ba ngày 1 tháng 12 năm 2020 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.
và phát lại vào lúc 13 giờ ngày hôm sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2.